Xin chào mọi người, hôm nay cả nhà mình đi siêu thị để sắm đồ chuẩn bị đi xa. Hộp cơm ở đây toàn tiếng Nhật luôn. Bằng ngoài tai mà cũng tiếng Nhật, nhìn chả hiểu cái gì cả. Qua đây ăn thì cả nhà mình chỉ khoái nhất là món lẩu Thái, cực kỳ ngon luôn đó mọi người. Hôm nay gọi là chia tay nho nhỏ với vợ con. Không biết là lúc đó là có ai khóc không ta? Lẩu ở đây đắt nhất là 109.000 và rẻ nhất là 70.000. Rất là bình dân. Đồ uống thì đâu đó cũng tầm 19-20.000, 30.000 là cao nhất rồi. Nhưng mà đang mùa dịch cho nên là ít khi uống lắm mọi người. Giờ toàn uống nước lọc, kiêng đá cực kỳ luôn. Ừ, con để vô đó đi. Nhà mình nghèo thì mình làm kiểu chia tay theo kiểu nghèo mọi người nhỉ. Đấy, một cái nồi nhỏ nhỏ, miễn sao cả gia đình quây quần bên nhau là ấm cúng rồi. Thấy cho người nó cứ lạ lạ làm sao ấy mọi người. Nó lạ lắm. Thôi đi ăn với gia đình đã. Lẩu Thái cây nha mọi người. Thank you.
Chị muốn đi chơi với mọi người. Đấy, Vân thiêu mặt sẽ ở. Vân cứ liếc nhé. Muốn chơi lắm rồi ấy. Thấy camera lại gồng lên này. Bắt đầu dỗ dỗ đi về nè. Năn nỉ lắm này. Bảo học hành cố gắng này kia. Rồi sau dần đi chơi cho. Năn nỉ mãi này. Cuối cùng chưa về. Bãi đỗ xe hôm nay rất là ít người. Dịch giá với lại đầu tuần cho nên ít người có chủ thị. Đây là chiếc xe cà tàng của gia đình. Tội nghiệp. Mỗi lần đi đây cả gia đình nó phải gánh hơn tạ rưỡi. Đây là đường về Buôn Ky nhà mình. Một buổi chiều hoàng hôn rất là đẹp. Không biết sau này có còn nhiều cơ hội để gia đình chơi với nhau như thế này hay không. Xin chào mọi người nhé. Bây giờ mình phải tạm dừng video tại đây rồi. Xin chào và hẹn gặp lại.